Chào cô chú và các anh chị em đang lắng nghe chuỗi video hướng dẫn nghe là có giấc ngủ ngon giúp trị liệu tâm lý. Đây là phần thực hành chánh niệm trước giấc ngủ. Dừng lại và thư giãn giúp thanh lọc, làm sạch tâm trí, giảm căng thẳng, phục hồi năng lượng, sức khỏe và cho ta một giấc ngủ sâu, bình yên. Bạn có thể đeo tai nghe để tập trung tốt nhất vào lời hướng dẫn của Hiên Dương. Bạn có thể thực hành bằng tư thế nằm trên sàn, giường, chân tay để tự nhiên, không bắt chéo. Bạn cũng có thể ngồi tựa lưng hoặc ngồi thẳng lưng trên đệm thiền để thực hành thư giãn và chánh niệm trị liệu sức khỏe, tâm lý cùng Hiên Dương. Hãy lựa chọn tư thế vững chãi và thoải mái, yên tĩnh và thảnh thơi. Hãy hít thở tự nhiên. Đừng cố tĩnh tâm, đừng cố thả lỏng. Đơn giản là lắng nghe và làm theo hướng dẫn của Hiên Dương. Bạn thân mến, thói quen hàng ngày của chúng ta là quá nửa thời gian ta không làm chủ tâm trí mà rượt đuổi theo những suy nghĩ lang thang, phân tán. Hơn một nửa suy nghĩ của chúng ta không liên quan đến những hành động mà chúng ta làm. Điều này dẫn đến tình trạng căng thẳng, thân và tâm không hợp nhất, không cùng ở hiện tại. Sự căng thẳng này kéo dài dẫn tới những áp lực vô hình lên cơ thể, tạo thành những chấn thương tâm lý và những vùng tổn thương bên ngoài cơ thể vật lý của chúng ta. Và hạnh phúc cùng niềm vui thực sự gần như không có. Quá trình tồn tại của chúng ta là quá trình của đấu tranh nội tâm, của tổn thương và xung đột, của sự phóng thích những chất độc với cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, sân si, đau buồn, tự ti, trốn tránh, lo âu, trầm cảm. Vậy thì hạnh phúc thực sự, chân thực là gì? Sự thư giãn, niềm vui thực sự là gì? Đó là khi chúng ta có mặt được cả thân thể và tâm trí hiện diện thực sự trong khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta bắt đầu thực hành chánh niệm để giấc ngủ ngon hơn, giảm lo âu bằng cách đơn giản là dừng lại, chậm lại giữa sự lướt đi quá nhanh của dòng chảy cuộc sống. Khoảnh khắc này, hãy lựa chọn dừng lại, nhìn vào bên trong không gian của chính mình để nhận diện từng cảm giác, từng hơi thở, từng dạng cảm xúc
tồn tại trong chính mình. Khi ta nhận diện, quan sát được các cảm giác, quan sát được sự căng thẳng, thì sự thư giãn sẽ tự động diễn ra. Có nhiều người hỏi Hiên Dương làm cách nào để sự thư giãn tự động diễn ra. Câu trả lời là khi ta thực sự chú tâm, thực sự có mặt để nhận diện, để quan sát sự căng thẳng, để hiểu sâu sắc sự căng thẳng đang xuất hiện bên trong ta, bên ngoài ta như thế nào, biến đổi ra sao, thì sự thư giãn sẽ tự động diễn ra. Nói cách khác, để sự thư giãn diễn ra thì bạn cần có sự nhận thức soi chiếu sâu sắc vào chính sự căng thẳng của mình. Nếu chưa thể thư giãn hay thả lỏng, cũng đừng quá lo lắng. Quá trình này sẽ tự động diễn ra tự nhiên khi bạn thực hành theo hướng dẫn chánh niệm của Hiên Dương. Giây phút này, hãy làm một điều đơn giản là dừng lại, chậm lại mọi phản ứng để có mặt với chính mình, với thân thể và tâm trí này. Không có điều gì đáng để bạn bận tâm hơn chính mình ngay lúc này. Hãy dành toàn bộ sự tĩnh lặng này, dành toàn bộ cơ thể và tâm trí để ổn định, để bình yên với chính mình. Nếu tâm trí bạn đang lao đi, rượt đuổi với những câu chuyện quá khứ hay những kế hoạch tương lai, hãy lựa chọn tắt chúng đi, giống như bạn cầm một cái điều khiển và tắt đi bộ phim đang chạy trước mắt mình. Hãy đơn giản lựa chọn dừng lại để cảm nhận sự tĩnh lặng diễn ra tự nhiên, không cần cố thả lỏng, không cố tĩnh tâm hay hít thở. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Bây giờ, trong sự tĩnh lặng và hiện diện thực sự trong hiện tại, hãy đưa sự chú tâm đến hơi thở của mình và thực sự nghỉ ngơi trong hơi thở. Không cần đếm hay cố gắng hít thở, chỉ để hơi thở diễn ra tự nhiên, tự nhiên. Cảm nhận, cảm nhận. Hãy hít sâu và thở ra 3 hơi thở. Mỗi hơi thở, bạn cảm nhận luồng khí chạy từ lồng ngực, phổi, họng, rồi ở chóp mũi của bạn. Hãy hít vào, thở ra tự nhiên 3 lần. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Chỉ cần cảm nhận
là mình đang thở. Không cố quan sát, chỉ cảm nhận hơi thở ở lồng ngực, cổ họng hoặc chóp mũi của bạn. Rồi bạn cảm nhận những điểm tiếp xúc của cơ thể mình với mặt đất, mặt sàn hoặc mặt đệm. Cảm nhận sự ấm nóng hoặc mát ở điểm tiếp xúc của mông, lưng hay bàn chân. Bạn cảm nhận sự an toàn, sự vững chãi của cơ thể này. Bạn cảm nhận sự ấm áp của lòng bàn tay. Cảm nhận sự xúc chạm của hai bàn tay. Rồi bạn cảm nhận sự thư giãn vùng đỉnh đầu. Cảm nhận sự di chuyển nhẹ nhàng của những cảm giác tại vùng đỉnh đầu của mình. Bạn đưa sự có mặt và chú tâm cho đôi mắt, vùng lông mày. Hai mắt của bạn nhấp nháy một chút. Cảm nhận sự ấm hoặc mát nhẹ tại hai mắt. Rồi bạn cảm nhận vùng cơ hàm đang thư giãn. Cảm nhận cơ mặt đang căng, được lỏng ra, giãn ra. Cảm nhận hai má dễ chịu, thư thái. Rồi bạn nở nhẹ nụ cười nửa miệng trên môi. Bạn cảm nhận sự thư giãn đang lan tỏa, xâm lấn đến đôi vai của mình. Hãy làm mềm tất cả những khu vực và cảm giác đang xuất hiện. Nếu tâm trí của bạn lang thang đâu đó, hãy nhẹ nhàng đưa chúng trở lại hơi thở là mỏ neo của thân thể này. Bạn cảm nhận toàn cơ thể như một khối băng cứng đang tan ra thành nước. Tan ra, tan ra. Rồi cảm nhận dòng nước ấy đang tiếp tục tan ra, nhẹ dần thành không khí. Bạn trôi trong không gian của chính mình. Rồi bạn cảm nhận lồng ngực mở rộng. Cảm nhận trái tim mềm mại, buông lỏng, ấm áp. Hãy ghi nhận cảm giác tại vùng lồng ngực của mình. Rồi bạn tiếp tục hít thở tự nhiên và cảm nhận vùng bụng. Cảm nhận từng hơi thở đang làm mềm cơ bụng và toàn bộ các tế bào tại vùng bụng đang chữa lành tự nhiên. Bạn hít thở tự nhiên, nhẹ nhàng, mềm mại, thư giãn. Bạn cảm nhận vùng xương chậu của mình, giải phóng sự gò bó của các cơ,
thư giãn các bắp chân, bắp tay. Cảm nhận sự bình an đang lan tỏa nhẹ nhàng trong chính mình. Khi bạn thực sự có mặt tâm trí cho chính cơ thể này, thì sự kết nối thân và tâm sẽ thực sự diễn ra. Tâm trí của bạn sẽ dần được làm chủ và không còn lang thang. Nếu tâm trí còn phân tán, cũng đừng gây áp lực hay lo lắng. Cứ tiếp tục đưa tâm trí về hơi thở hoặc bất cứ vùng nào mà cơ thể có cảm giác rõ nét. Chú tâm vào vùng cơ thể đó và hít thở tự nhiên. Khi kết nối sâu sắc thân và tâm trong hiện tại, bạn sẽ cảm nhận được sự sống động, sự kỳ diệu diễn ra trong từng cảm giác, trong từng lớp cơ xương, trong từng tế bào của cơ thể. Vũ điệu cuộc sống, vũ điệu của niềm vui và hạnh phúc luôn bắt đầu từ những gì nhỏ nhất. Bắt đầu bằng sự sống động nơi từng tế bào. Vì vậy, đừng mong rằng mình phải có điều gì thật hoành tráng, lớn lao mới là hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ có thể diễn ra khi bạn nhận ra niềm vui, sự sống động bắt đầu từ chính cơ thể này, những cảm giác này, những khoảnh khắc hiện tại nhỏ bé này. Hãy cảm nhận sự tĩnh lặng này và kết nối sâu với thế giới và tiềm năng chữa lành trong chính mình. Bạn có thể xoa hai tay vào nhau, áp lên mắt, rồi mở nhẹ đôi mắt ra. Bạn cũng có thể thư giãn tiếp với tiếng nhạc của bài thiền này. Bạn có thể chia sẻ video cho nhiều người để họ nhận được giá trị, chạm tới hạnh phúc chân thực từ ánh sáng chánh niệm. Hiền Dương biết ơn bạn, chúc bạn an lạc, vui khỏe.